Nhà gỗ bốc cháy dữ dội trong đêm, thiêu rụi 250 triệu tiền mặt. Vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, khiến căn nhà gỗ ba gian và nhiều tài sản của một hộ dân bị thiêu rụi. Thông tin từ chính quyền xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến ngôi nhà gỗ của người dân cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5, căn nhà gỗ của gia đình bà Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1948, trú tại thôn 5, xã Điền Mỹ, bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương đã dùng các vật dụng thô sơ để chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi gần hết căn nhà gỗ ba gian, một nhà bếp. Theo gia đình, vụ hỏa hoạn đã thiêu cháy 250 triệu tiền mặt cùng các loại giấy tờ và vật dụng khác. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng người dân đã đến động viên gia đình bà Hảo, hỗ trợ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.